À, thưa quý vị và các bạn, tôi vừa nhận một tin ở Phú Yên bắt khẩn cấp một cán bộ địa chính huyện Sông Hình. Vào ngày 2 tháng 7 năm 2009, sáng 1 tháng 7, Công an huyện Sông Hình, tỉnh Phú Yên cho biết cơ quan này vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Lai, cán bộ văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc phòng tài nguyên môi trường huyện Sông Hình về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ở đây không phải là riêng cán bộ Nguyễn Lai mà nhiều cán bộ khác chuyện hối lộ là chuyện bình thường, không có chuyện gì lạ, không có chuyện gì mà chúng ta thấy bất ngờ, mà chuyện này là chuyện bình thường. Từ cán bộ cấp trên cho đến cấp dưới đều hối lộ hết. Hiện nay tình trạng Việt Nam từ chủ tịch nước cho đến chủ tịch xã đều hối lộ hết. Lúc nãy tôi có thấy trên báo Nhân Dân đưa ra về vấn đề là hai cán bộ kiểm lâm hối lộ với lâm tặc, rồi cho lâm tặc chặt phá rừng thiên nhiên, gọi là rừng bảo tồn thiên nhiên thuộc về Ea Sô, tỉnh Đắk Lắk, cũng bắt vào tù. Nhưng ở đây không có hình ảnh minh họa, chỉ có nói như vậy thôi, cho nên vấn đề này gọi là chưa chưa đủ thuyết phục, chưa đủ bằng chứng. Nhiều khi họ nói chung họ công ông cháu cha, họ bảo chê với nhau, họ đưa ra tòa án hay là đưa ra xét xử, đưa ra tù, nhưng mà không có hình ảnh thực tế. Đây là một cái gọi là không thực tế. Nhiều khi cán bộ vi phạm pháp luật, gọi là phê bình hay là gọi là cái gì tạm ngừng công việc của họ, đó là nói bằng miệng thôi, nhưng thực tế là khác, giống như chúng ta thấy được rất nhiều cán bộ địa phương cũng như tỉnh xảy ra vụ việc rất là nhiều, nhưng thực tế chỉ có không xử lý theo pháp luật mà xử lý theo cá nhân của họ. Có một số con cán bộ vi phạm pháp luật mà họ giảm nhẹ vì vấn đề là họ nói là con ông cháu cha và con cán bộ có công lao cách mạng, tham gia cách mạng, cho nên là con cái của họ vi phạm thì họ giảm, gọi là giảm tội, giảm nhẹ. Đúng ra là con cán bộ vi phạm phải gọi là phải nâng cao cái tội trong Việt Nam có câu như thế này: không biết là không có tội, biết là phạm tội thì tội nó nặng hơn. Cho nên là những người mà vi phạm pháp luật mà những người không biết pháp luật, hạn chế pháp luật thì người đó có thể là giảm tội. Ở đây là rõ ràng họ biết pháp luật, rõ ràng họ học qua pháp luật, rõ ràng họ là cán bộ của nhà nước cũng vi phạm luật nhà nước, cái này là mình không xem nhẹ được. Cái này phải tăng tội của họ để họ mới biết được là cái tội họ vi phạm, giống như người dân mới chứng minh được, người dân mới tin được là cán bộ cấp trên xử lý cán bộ vi phạm đúng mức, đúng tiêu chuẩn. Cái này là cán bộ vi phạm
mà cán bộ cấp trên hoặc là cán bộ nhà nước xử lý, mà còn bao che, còn nói là con ông cháu cha vi phạm pháp luật, bởi vì con ông cháu cha, cha mẹ ông cha của họ có công lao cách mạng thì giảm nhẹ, cái này là không đúng, theo tôi là bao che. Cái này là chỉ có đất nước Việt Nam độc tài mới có vấn đề này, nếu không thì không có. Theo theo luật nước ngoài thì ai vi phạm thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, không phân biệt con này con kia. Cho nên là kia rất là nhiều cán bộ vi phạm về đất đai, vi phạm về gọi là lúc nãy thì vi phạm về vấn đề là phá rừng. Rừng nguyên thủy của chúng tôi, đến khi chúng tôi trở lại về Việt Nam, chúng tôi phải đòi lại rừng, đòi lại môi trường, đòi lại đất nước của chúng tôi. Cho nên cán bộ cấp cao hay là cấp dưới bên nhà nước á, phải chịu trách nhiệm, lúc đó phải chịu trách nhiệm. Đến khi chúng tôi đòi lại về đất đai của chúng tôi, mà cái hình ảnh đưa lên những người vi phạm không có hình ảnh minh họa, không có hình ảnh xác thực, cái vấn đề này nói bằng miệng không. Ở đây cán bộ vi phạm và cán bộ đưa ra xét xử pháp luật, nhưng thực tế thì không có xử lý, mà còn gọi là giảm nhẹ. Cái vấn đề này là chúng tôi không chấp nhận, chúng tôi không đồng ý những hành động của cán bộ, của nhà nước, bộ máy nhà nước làm như vậy. Cho nên chúng tôi cần về phải có hình ảnh xác thực và có tội phải chịu trước pháp luật. Không không phải là tội mà nặng mà xét xử thành tội nhẹ. Làm như vậy thì bao che, làm như vậy thì cán bộ rất là nhiều cán bộ gọi là vi phạm pháp luật. Hiện nay Việt Nam á, chuyện hối lộ, chuyện vi phạm pháp luật rất là nhiều, mà họ bao che với nhau, họ không đưa ra cho tất cả chúng ta biết được. Họ sợ ảnh hưởng về công việc của họ, ảnh hưởng về bộ máy của họ, ảnh hưởng về về hình ảnh Việt Nam, hình ảnh gọi là nhà nước Việt Nam. Ai làm cán bộ, ví dụ làm bên bên địa chính thì cũng hối lộ, bên làm bên là làm bên công an cũng hối lộ, bên làm chủ tịch cũng hối lộ, đều hối lộ hết, không có ai không hối lộ. Bên Việt Nam hối lộ rất là nhiều. Cái vấn đề hối lộ không bao giờ hết được. Các bạn xem từ xem cán bộ Việt Nam á, ban đầu thì lên chức vụ, ví dụ đi làm chủ tịch xã hay là phó chủ tịch xã, vài năm sau thì họ thay đổi liền, nhà cao cửa rộng, rồi xe cộ này đó đầy đủ. Đó là vấn đề của cán bộ Việt Nam. Họ hối lộ, nhưng mà họ không hối lộ làm sao họ mà thay đổi nhanh chóng như vậy. Họ chỉ có thay đổi thôi, họ chỉ có hối lộ thôi, họ mới thay đổi như vậy. Họ mới thay đổi cuộc sống, thay đổi cách sống, thay đổi gọi là rất là nhiều vấn đề thay đổi. Cho nên chúng ta không biết được cách họ làm. Và thưa quý vị và các bạn, riêng với người dân tộc thiểu số chúng ta làm thì ít người thay đổi.
về vị trí, về gia đình, nhưng thực tế là người 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 kinh nó khác, là người kinh nhá, thay đổi rất là nhiều, thay đổi căn bộ, làm căn bộ năm nay năm sau là thay đổi liền. Giống như ông Lemu Idoa ở huyện Sông Hinh nhé, Bôn Danh A, làm bộ đội ở đấu tranh chiến tranh trước năm 75 và sau năm 75, bây giờ đâu có thay đổi gì đâu, đâu có giúp đỡ gì đâu, họ xem dân tộc thiểu số chúng ta không ra gì, họ chỉ quan tâm đến người kinh của họ thôi, rồi họ chỉ có giúp đỡ người kinh của họ thôi. Nếu mà họ người kinh của họ làm cán bộ chức vụ, nếu có hối lộ đi nữa họ cũng bỏ lỡ với nhau, họ xét xử thôi, nhưng mà sau đó họ không không xử lý nghiêm, mà họ xử lý bằng cách là họ nói con ông cháu cha đã tham gia nhiều cách mạng nhiều thì chúng ta giảm nhẹ tội. Thì thực tế nếu mà mình vi phạm pháp luật thì rất là họ xử lý rất là nghiêm ngặt. Cái vấn đề này gọi là không công bằng, cái này không công bằng, tôi thấy không bằng, chỉ có đất nước Việt Nam như vậy thôi, ngoài nước, đất nước Việt Nam thì không có. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe một câu chuyện cán bộ địa chính hối lộ. Đây không phải là một vấn đề cán bộ địa chính, mà cán bộ khác cũng vi phạm pháp luật rất là nhiều, hối lộ rất là nhiều. Thời gian cũng có giới hạn. Cảm